Rồi xin chào các bác nha. Tôi là Tĩnh, tôi đang công tác tại Hyundai Trường Chinh. Đây là con Hyundai Accent phiên bản 1.4 AT đặc biệt, phiên bản 2021. Đây chính là đối thủ truyền kiếp của Toyota Vios tại Việt Nam ha. Vios thì mới ra mắt phiên bản 2021 vào sáng nay. Thì Vios là con xe bán chạy nhất Việt Nam, còn Accent là con xe bán chạy thứ nhì tại Việt Nam. Hai con này là kỳ phùng địch thủ. Đều là sedan hạng B hết. Thì mỗi con có mỗi cái vẻ khác nhau, có mỗi cái chất xe khác nhau, option nó cũng khác nhau. Thì các bác thích xe nào thì quan tâm xe nào thì cứ mua xe đấy thôi. Theo quan điểm của tôi là vậy, thích xe nào mua xe đấy. Mỗi xe có một cái hay riêng. Thì video này tôi sẽ giới thiệu tổng quan lại cho các bác xem về con xe này, về ngoại thất, nội thất, những tính năng an toàn với mức giá như thế nào đấy. Các bác theo dõi nhé. Con xe này thì sử dụng là động cơ 1.4 lít hút khí tự nhiên, khoảng là 100 mã lực thôi. Đi kèm là hộp số tự động 6 cấp. Và cái mặt trước này các bác nhìn nó sẽ rất là ngầu, rất là trẻ trung, với một cái lưới tản nhiệt rất là to ha. Đấy, và được mạ chrome hết sáng bóng, nó nối dài qua hai cái đèn hai bên. Thì cụm đèn pha này nhìn rất là ngầu, rất là sắc, nhờ vào một cái đèn led ban ngày hình móc câu này nè. Đèn led bên trên này nhìn rất là ngầu, rất là sắc. Còn cốt pha vẫn halogen nha, có một cái đèn chiếu góc. Đèn chiếu góc sẽ bật lên khi các bác đánh lái ở tốc độ dưới 15 km/h. Và đèn sẽ tự động, gạt mưa sẽ tự động cho các bác. Được trang bị sẵn cái đèn sương mù. Bản này thì đang có giá là 560 triệu. Bây giờ mua thì các bác sẽ được khuyến mãi 8 triệu kèm theo một số cái phụ kiện tặng khác cho các bác. Lăn bánh Sài Gòn tầm khoảng 635. Còn lăn bánh các tỉnh thì nó rẻ hơn nhé. Và tại Hyundai Trường Chinh luôn có xe cho các bác lái thử. Đây, đây chính là con xe lái thử. Các bác ghé có Hyundai Trường Chinh để được lái thử nha. Con xe này đây. Xe hàng thì thông thường cái option nó sẽ nhiều hơn xe Nhật cùng phân khúc nhé. Nhưng mỗi xe nó có cái hay riêng, tùy cảm nhận của mỗi người thôi. Bản này thì trang bị mâm zin của nó là 16 in. Nhưng mà cái kiểu dáng này nhiều người không thích. Thì cái này bó tay thôi các bác. Hãng nó sản xuất vậy thì bán vậy thôi chứ không có thay đổi được cái này. Còn các bác mà thay một cái mâm khác thì không đăng kiểm được đâu nha. Xi nhan trên gương, gương này có sấy nha, điều chỉnh điện gập điện. Có luôn cửa sổ trời, duy nhất trong phân khúc chỉ có Accent mới có cửa sổ trời thôi. Tay nắm cửa mạc rôm nè, viền chân kính mạc rôm hết nè. Xe được trang bị 4 phanh đĩa. Đèn hậu led nha các bác. Có 4 cảm biến lùi phía sau, nguyên zin nha. Có cảm biến lùi, có camera lùi. Clipo này là nguyên zin luôn. Và Accent nó sẽ có một chức năng rất là hay là mở cốp thông minh. Các bác chỉ cần mang chìa khóa lại gần cái xe, cái cốp tự động nó sẽ mở lên. Anten vây cá cái là nguyên zin nha. Còn đây là cái cốp. Bên dưới này có bánh xe cua, xe thì có 5 bánh và 5 mâm như nhau. Bánh xe cua là mâm đúc đấy, chứ không phải là mâm sắt đâu. Bây giờ vào nội thất cho các bác xem nhé. Nội thất sẽ được bọc da hai tông màu nha, màu be và màu đen kết hợp với nhau. Các cửa đều có loa hết, xe sẽ có 6 loa cho các bác. Đấy, tựa đầu đầy đủ, dây đai đầy đủ hết. Ghế này thì cố định rồi, các bác không thể gập đi đâu được hết. Nó không có thông được với cái cốp đâu. Đây là một cái điểm yếu của Accent so với các đối thủ. Có cửa gió ăn ghế thứ hai và có cổng USB để sạc các thiết bị di động. Xe này thì đã lót sàn Simili rồi nha, còn nguyên zin nó là sàn nỉ. Ghế da có đục lỗ thoáng khí. Quay video nóng quá.
ghế chỉnh cơ hết nha, toàn bộ chỉnh cơ. Rồi, tôi đang ở trong cái khoang lái của Hyundai Accent phiên bản 1.4 AT đặc biệt, bản full đấy các bác. Nội thất, vô lăng bọc da, vô lăng trợ lực điện, vô lăng có thể điều khiển được 4 hướng, các cái phím cơ bản. Có ga tự động cruise control này. Và một cái hay đó là các bác thấy cái màn hình tablo này rất đẹp. Màn hình này là màn hình kỹ thuật số, ánh sáng nó rất tốt, nhìn vô cái là thấy ngay chứ không bị lóa, bị chói gì hết. Còn táp lô toàn bộ là bằng nhựa thôi ha. Toàn bộ trong này là nguyên zin nhá. Đây là một cái màn hình zin luôn, theo xe luôn. Và nó có kích thước là 8 inch, cảm ứng hết. Nó sẽ chia đôi ra. Các bác sẽ thấy là bên này một phần, bên này một phần. Và có sẵn một cái bản đồ bằng tiếng Việt cho các bác ha. Bản đồ này thì các bác có thể vào đại lý update miễn phí, không có tốn phí gì hết á, cứ 6 tháng đi update một lần. Và nó sẽ có cảnh báo tốc độ cho các bác ha. Có luôn kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Các bác thích xài bản đồ này cũng được, hoặc là Apple CarPlay để xài bản đồ trên đấy cũng được. Xài cái nào tùy các bác thôi. Trang bị luôn là điều hòa tự động có lọc ion ha. Con xe này thì sấy kính trước, sấy kính bên, sấy hai lỗ tai, sấy kính sau là có đủ hết. Đây là cần số này các bác. Sử dụng là hộp số tự động 6 cấp. Ở cái phân khúc hạng B này thì đa phần các xe đều xài hộp số CVT, riêng Accent là xài hộp số 6 cấp thôi. Còn phanh tay sẽ là phanh cơ như thế này. Ở đây sẽ có một cái giặt hàng thuốc. Đây là chìa khóa. Và trên Accent 2021 phiên bản số tự động, hai phiên bản số tự động thì được trang bị thêm sẽ là tính năng đề nổ từ xa. Các bác sẽ thấy có cái nút hold. Đề nổ từ xa nó sẽ có khoảng cách hoạt động khoảng là 70-80m, đủ cho các bác ngồi trong quán cà phê có thể đề nổ được. Mục đích của cái việc đề nổ là giúp cho cái xe nó mát lên trước khi các bác vào xe thôi. Tức là khi các bác đề nổ thì điều hòa nó hoạt động thì nó làm mát cái xe thôi. Đấy. Gương chống chói tự động nha các bác. Và các cái chi tiết ở đây này, nó vác làm rất là đẹp ha. Nó ốp một cái viền kim loại nhìn nó sang trọng hơn. Xe cũng có auto lock nha. Chạy khoảng 15-20 km/h tự động nó sẽ lock cửa lại cho các bác. Trên Toyota Vios thì chỉ có hai phiên bản cao nhất thì nó mới được trang bị auto lock thôi. Còn trên Accent thì hầu như các phiên bản đều được trang bị cái auto lock này. Trên này có gương cho các bác, có cửa sổ trời cho các bác ha. Ai thích cửa sổ trời thì Accent nó cũng có luôn. Cửa sổ trời này thì mở ra được nha. Ủa? Rồi, đây. Tôi thực hiện sai thao tác cho nên là không mở được. Cửa sổ trời. Ai mà muốn giảm cái nhiệt độ nữa thì mình nên dán thêm cái nhiệt cái này luôn. Đấy, ở đây nó có sẵn một cái rèm rồi. Các cái vị trí ngồi thì nó đều có một cái tay nắm như kia, để khi đi qua những cái chỗ mà đường sóc, đường chồng chành á, mình cầm cái đấy nó sẽ chắc tay hơn. Và dĩ nhiên các cái tựa đầu là có thể nâng hạ được nha các bác. Đấy là những thứ có trên Hyundai Accent với mức giá 560 triệu. Các bác sẽ được khuyến mãi là 8 triệu đồng kèm theo một số phụ kiện nữa. Trong cái tháng 2 này có xe giao ngay, có rất là nhiều màu. Có xe thấy lái thử đằng trước này. Xe lái thử thì bây giờ có tới mấy chiếc lận, các bác có thể ghé qua để lái thử ha. Về những công nghệ an toàn thì đây là một thế mạnh của Hyundai Accent, gần như là full hết nha các bác. Hyundai Accent sẽ có 6 túi khí, 2 túi khí trước, 2 túi khí bên, 2 túi khí bên rèm nữa, là 6 túi khí. Hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống chống bốc cứng phanh, hệ thống phân phối lực phanh điện tử, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, rồi hệ thống kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, rồi camera lùi, cảm biến lùi, rồi hệ thống ổn định thân xe điện tử. Tất cả những hệ thống đấy đều có trên Hyundai Accent. Đấy, rất đầy đủ cho các bác ha. Rất an toàn, và các tính năng an toàn thì đầy đủ cả. Đấy, tôi đã giới thiệu xong về con Hyundai Accent 2021 phiên bản 1.4 AT đặc biệt, phiên bản full option. Các bác nếu quan tâm thì có thể alo theo cái số trên tiêu đề. Tôi sẽ tư vấn hoặc là sẽ có các bạn tư vấn bán hàng của Hyundai Trường Chinh hỗ trợ cho các bác. 560 triệu nha. Cảm ơn các bác đã theo dõi.